Chào anh em, thì ở clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Với công nghệ hiện đại như hiện nay, anh em nào có sân chơi hoặc là tạo được sân chơi, anh em dùng công nghệ của chúng tôi, anh em sẽ là người chiến thắng anh em nhé. Thì ở những clip trước tôi đã giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài, Messenger trên Facebook. Thì ở clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa Zalo. Đấy, với anh em nào mà dùng cái ứng dụng phần mềm nào đấy, thì chúng tôi cung cấp tất cả những ứng dụng phần mềm đó cho anh em nhé. Thì trước khi test phần mềm, tôi bật cái đồ chạy rơi này để đảm bảo cho anh em video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ vào Zalo, tôi sẽ ghi những nội dung tin nhắn anh em nhé. Tôi sẽ ghi là lô này 223344 nhân 5 triệu. Thế anh em có thể là ghi thoải mái về ký tự anh em nhé. Đấy, thoải mái về ký tự này. Đấy, đề 112233. Đấy, thì một lát sau này, đấy, tôi sẽ đánh là lô 223344 thì tôi sẽ chỉ sửa một con thôi. Tôi sẽ chuyển thành 44 thành con 55 hoặc 66 chẳng hạn, ví dụ như thế anh em nhé. Đề 112233 đấy, thì tôi sẽ chỉ sửa một con thôi, hoặc là tôi sẽ ghi thêm con 44 đi. Đấy, 44 đấy, nhân cho là 10 triệu anh em nhé. Đấy, thì một lát sau tôi sẽ chỉnh sửa một con 44 này thành con khác. Thì có rất nhiều cái cách chơi đấy, tùy vào anh em muốn knock out thì anh em đánh lớn, mà anh em muốn đánh ăn dai dẳng thì em đánh nhỏ. Đấy, anh em ghi rất nhiều con ra, hoặc là 10, 20, 30 tin nhắn để anh em chỉ sửa một số con thôi, mình ăn dần dần anh em nhé. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ gửi sang máy chủ lô này. Đấy. Thì máy chủ lô đã nhận được tin nhắn anh em nhé. Tôi sẽ mở máy chủ lô ra này. Đấy. Đây anh em này, lô 223344455 223344 thì tôi sẽ sửa thành con khác anh em nhé. Thì thông thường chủ lô họ sẽ copy lại và ok cho mình, và ok này. Đấy, thì là một lát sau tôi sẽ chỉnh sửa thành 44 thành con khác và đề 44 thành con khác anh em nhé, copy và gửi lại cho mình này. Đấy, thì bên máy mình sẽ nhận được cái tin nhắn của họ anh em nhé. Cho anh em xem hai nội dung trước khi chưa chỉnh sửa này. Đấy, lô 223344 thì tôi sẽ chỉnh sửa một con khác thôi anh em nhé. Đấy, vào lúc là 15:42 này, 15:42 này anh em này. Đấy, gửi đi vào lúc 15:41. Đấy, họ ok lại mình là 15:42 anh em nhé. Tôi sẽ để đây là một vài phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em. Đấy, là cái khi mình chỉnh sửa anh em nhé, thì vẫn giữ nguyên cái mốc thời gian ban đầu. Đấy, là 2:53, tôi sẽ để thành 4 phút gì đó. Đấy, thì anh em xem clip, anh em đăng ký kênh, bấm chuông, bấm like, thì anh em sẽ là người biết trước với công nghệ của chúng tôi. Đấy, khi công nghệ mới thì anh em sẽ là người cập nhật video mới nhất. Đấy, thì anh em biết những cái phần mềm mới anh em áp dụng anh em chơi. Thì với anh em ở bên nước ngoài, anh em không về được, chúng tôi có những đội ngũ nhân viên cao cấp xâm nhập máy của anh em và cài trực tiếp máy của anh em. Đấy, với khu vực Việt Nam, anh em qua bến xe miền Đông, anh em vào cơ sở, anh em test trực tiếp phần mềm. Ở khu vực miền Bắc, anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, anh em vào cơ sở, anh em test trực tiếp phần mềm. Với anh em nào mà thời gian bận mà không lên được thì chúng tôi cho những đội ngũ nhân viên để cao cấp để xâm nhập máy của anh em và cài cho anh em nhé. Thì ở những clip trước tôi đã giới thiệu cho anh em rất nhiều những ứng dụng phần mềm, ví dụ như WeChat này, Line, Viber, Kakao, Messenger trên Facebook, hoặc là tin nhắn SMS tổng đài, tin nhắn thường anh em nhé. Thì chúng tôi cung cấp tất cả những cái phần mềm mà anh em yêu cầu, ví dụ như hack game bầu cua, tất cả những cái dụng cụ hack về phần mềm chúng tôi cung cấp tất cả được cho anh em. Đấy,
Bây giờ là 4 phút 19 rồi, tôi sẽ để là 4 phút 30 và tôi chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, ok, 4 phút 30. Thì khi tôi chỉnh sửa tôi sẽ giấu cái phần mềm đi để cho anh em giữ bảo mật cho anh em và cũng như cho bên trung tâm chúng tôi. Đấy, anh em chú ý khi tôi chỉnh sửa máy chủ lô không sáng đèn anh em nhé. Còn hình thức và cách thức chỉnh sửa nó cực kỳ là nhanh. Anh em chỉ cần vào phần mềm của chúng tôi. Đấy, anh em thay thế bằng những nội dung tin nhắn khác anh em nhé. Đấy, anh em chú ý máy chủ lô là bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Ok. Thì bên máy chủ lô không sáng đèn. Đấy, thì quan trọng bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra cho anh em thấy cái nội dung tin nhắn đã được chỉnh sửa và cái thời gian nó cũng còn giữ nguyên cái mốc thời gian bắt đầu gửi không anh em nhé. Ok. Đấy, anh em này, Zalo này, tôi vào này. Đấy, Zalo này. Đấy, sẽ cho anh em xem này. Lô 2233 44. Đấy, tôi đã chuyển sửa một con thôi. Đấy, sửa con 87 anh em nhé. 2233 44. Đấy, tôi đã sửa thành con 58 anh em nhé. Đấy, nhân 10 triệu này. Đấy, nhân 10 triệu này. Thời gian 15:42. Ok lại, gửi đi là 15:41 anh em nhé. Đó, anh em này, thì anh em nào mà chưa tua lại khúc đầu thì tôi chưa chỉnh sửa đấy anh em xem. Đấy, nick Zalo này vào lúc 15:41 ngày 17 tháng 3 2020 anh em nhé. Đấy, ok chưa? Với công cụ và phần mềm này thì anh em có sân chơi, anh em tạo được sân chơi thì chắc chắn anh em sẽ là người chiến thắng anh em nhé. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip.